Ok, chúng ta bắt đầu nè. Ôi, cay lắm các bạn ơi. Mình làm cái sốt này gọi là maximum cay luôn anh em. Chào tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn quay lại với video tiếp theo của mình. Thì mình là Tài Tỏi. Thì hôm nay là mình sẽ sốt tôm Thái Lan anh em ạ. Là gỏi tôm đây nè mà. Đây thì tôm mình đã sauté. Mình đã sơ chế xong rồi nha các bạn ơi. Đây. Được ngâm với chanh thì nó tái tái như này. Thì đây là cái nước sốt. Đấy. Và mình tự chế nha các bạn ơi. Trong này thì rất là nhiều ớt và rất cay. Bây giờ là mình sẽ rải nó lên trên này nha các bạn. Ok, chúng ta bắt đầu nè. Ôi, cay lắm các bạn ơi. Mình làm cái sốt này gọi là maximum cay luôn anh em. Đấy. Wow. Dã man thật sự luôn anh em ạ. Rồi, bây giờ là mình sẽ cho nó thấm một tí nha các bạn ơi. Chọn nó lên cho nó thấm tí nè. Wow. Ôi xoài. Nhìn rất là thèm các bạn ạ. Mình rất thích ăn cái món này luôn. Thật sự mình món này là món khoái khẩu của mình nha các bạn ơi. Quái. Quái. Đây. Đấy, thế chúng ta đã xong cái món gỏi tam Thái Lan siêu cay anh em ơi. Anh em nhìn à. Đấy mọi người nhìn. Gọi là tuyệt phẩm luôn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn nha các bạn ơi. Mình sẽ ăn bằng tay nè. Xin phép em là mình sẽ ăn bằng tay nha các bạn. Mình sẽ ăn bằng tay nha. Quay. Quay. Rất là cay. Nhưng mà vị tôm nó rất là ngọt. Thịt tôm nó ngọt anh em ạ. Nhưng mà nước sốt cực kỳ cay luôn ấy. Ngon quá. Wow. Mình sẽ cắm cái này cho các bạn xem. Tóc màu luôn các bạn. Uầy. Cay tóc màu ấy là cực kỳ là ngon nha. Thank you.
Wow, quá là ngon này mà. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Bye bye.